Ê, phía ta phải tôi là sông Tí Loan đây. Ấy, sông Tí Loan. Ê, con sông này nó chạy về hướng Đà Nẵng đây các bạn. Đây đây là con đường dẫn từ Tí Loan về Đà Nẵng luôn. Một con đường chạy ven sông rất đẹp đó. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ các bạn con đường này, con đường chạy ven sông từ Tí Loan về tới cầu Tiên Sơn. Con sông này nó đi qua là rất là nhiều cái cầu. Nếu mà chạy ra tới biển thì ra đến sáu bảy cái cầu luôn. Đây, chạy với tôi kể các bạn những cái cầu các bạn xem. Đây, bên đây là ngõ ba. Đây, ngõ ba. Đây là cầu thôn Phú Hòa 2 nha. Đây, thôn Phú Hòa 2. Bên này cũng có một cái cầu này. Cầu đây kia gọi là cầu Giang, cầu này là cầu Chì, cầu Tí Loan, cầu này là cầu Tí Loan này. Đấy, xong đây là xong xong Tí Loan, cầu này là cầu Giang, cầu Tí Loan kia, cầu Tí Loan bên kia, tên kia là cầu Giang. Cấm đi ngược chiều nè, bên này cấm đi chiều, bên này nó có hai đường đường hơi chiều đấy các bạn. Ê, cầu cầu Tí Loan, sông Tí Loan, tôi qua lại nha, và là tôi đi con đường quen xong tôi về. Đi theo con đường ven sông tôi về đâu? Tôi về cầu Tiên Sơn, chia sẻ các bạn xem. Đây, để con đường đó các bạn thấy con đường này. Chỗ này là tay nghe là cái cầu vượt đường 14B đấy. Cầu này là phía tay trái là đi về Đà Nẵng, còn phía tay phải là đi đi qua Khương. Rồi con sông Tí Loan này, con sông sông này nó chảy về Cẩm Lệ rồi nó ra biển. Đường này rất đẹp chưa? Đường rất mát, rất đẹp, rất rộng, rất lớn luôn. Đường quá đẹp luôn các bạn. Này, có cái cây ở bên đường trồng mới được hơn năm này, cho 2 năm đi, đã ra lá xanh ngát rồi, đẹp đẹp chưa? Thì cái cầu vượt đầu kia là cái đầu cầu vượt đường cao tốc đây, đường cao tốc Tí Loan Quảng Ngãi. Đường này tương lai cái mặt mặt tiền với tạch tái cái mặt đất đất còn trống này là dễ trở thành
một khu khu đô thị nha, thì rất đẹp luôn đấy các bạn. Bởi vì dọc dọc theo con sông này là nhà nước sẽ khai thác quỹ đất hết, tương lai sẽ khai thác quỹ đất và nhìn về hướng nam này nữa thì quá tuyệt vời luôn. Đây, đây là cái cầu vượt cao tốc Phí Long Quảng Ngãi, phía theo phải là đi vô Quảng Ngãi, mình đi từ trái ra là đi về ra Bắc, ra cả từ Phí Long. Đây, theo các bạn thấy dọc dọc theo phía tay trái này dễ mai mốt là khách thất bị đắt khách. Thành một dãy khu đô thị dài đây tới với Cẩm Lệ rất đẹp, kết nối con đường Thăng Long. Chứ là chiều chiều mấy anh ngồi ra ngồi có cá đã không? Anh em trồng cái gì vậy nè? Ớt. Ớt. Con đường quá đẹp luôn, đường quá đẹp. Kéo kéo dài để tưới, kéo ra hư dài hết. Con đường này có con đường song song, con đường này là con đường 14B rồi. Ê, con sông đẹp chưa? Sông quá đẹp luôn. Sông này có vẻ là tắm được các bạn.
Đấy, nước vẻ trong này sạch, trong sạch, tắm được. Đây phía trước các bạn thấy đây là cái cầu đỏ đây. Bên cầu đỏ là cái cầu đường ray xe lửa, cầu sắt đường ray xe lửa. Phía kia là cầu bê tông, là cầu đỏ. Đây, cầu đỏ, cầu sắt, cầu đỏ. Đây là đường Thăng Long rồi. Khu vực này là khu vực tại khu vực Cấm Lệ rồi các bạn.
Ê, gần tới cầu Cẩm Lệ rồi. Ai cầu Cẩm Lệ rồi đây, đó là cầu Cẩm Lệ. Từ mà cầu Giang xuống tới với ra biển là các bạn biết bao nhiêu cái cầu. Thứ nhất cho tao đếm nè, thứ nhất là cầu Giang nè, thứ hai là cầu Đỏ nè, cầu Giang một nè, cầu cầu vượt 14B là hai nè, cầu cầu vượt Cô Tóc dưới Long Quảng Ngãi là ba nè, cầu Đỏ là bốn nè, cầu Cẩm Lệ hai rồi mới tới cầu Sát Cẩm Lệ là năm nè. Cầu Đỏ, cầu Sắt rõ vậy, trời nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Cầu Giang nè, cầu Bị Ổn Bê nè, cầu Cô Tóc nè, cầu Sắt, cầu Đỏ, cầu Sắt Đỏ nè, cầu Đỏ nè, cầu Cẩm Lệ nè, cầu Nguyễn Thị Phương nè, cầu Hòa Xuân nè, cầu Hòa Xuân nè, rồi xuống cầu cầu Tiên Sơn nè, trời quá trời cầu luôn, có nhiều cầu, có chục cái, chục cái cầu. Đây là cầu Nguyễn Thị Phương, cầu Nguyễn Thị Phương dưới này đẹp quá chưa, cây bay hàng cây rất đẹp các bạn, rồi à.
đây là cầu Hòa Xuân. Đây, đây là cầu Hòa Xuân. Rồi, bên này có mấy cái cây. Cái cây quá đẹp luôn các bạn. Đây là đường Thăng Lâm nè. Đã trời đã giới thiệu rồi nha, nhắc lại cho các bạn nhớ. Đây là đường Thăng Lâm. Ven sông từ Tí Loan tới Tiên Sơn. Ven sông Tiên Sơn Tí Loan. Đường ven sông Tiên Sơn Tí Loan quá đẹp. Đây chỗ này là cái ngõ ba các bạn. Ê, thấy chưa? Các bạn thấy ngõ ba không? À, chỗ này ngõ ba là một nhánh là từ Vĩnh Điện Chà Ra nè. Ngõ ba xong quá. Còn nhánh Vĩnh Điện Chà Ra nè. Còn nhánh là từ Tí Loan chạy xuống nè. À, còn nhánh là phía Sông Hoàng nè. Anh gặp một ngõ ba. Nhánh Vĩnh Điện với lại nhánh Tí Loan nó dòng về chỗ này, nó đổ ra biển. Ơi, gần hết đường Thăng Lâm rồi các bạn ơi. Đây, phía trước là cầu Tiên Sơn. Đây, phía trước cầu Tiên Sơn đây các bạn. Cầu Tiên Sơn. Rồi.
công trình chỗ này là công trình gì và đã khóa cổng rồi. Rồi video của tôi đến đây kết thúc. Hẹn các bạn video sau nè. Xin chào. Xin chào các bạn. Các bạn nhớ ủng hộ kênh nè.